Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt bộ hẹn giờ TT208 kết nối với bộ EV20R. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bộ hẹn giờ TT208 của Toa. Bộ hẹn giờ này có 8 kênh tương đương với 8 bản chuông điều khiển của Toa. Và bộ hẹn giờ này thường kết hợp với những cái bộ lưu tin nhắn của Toa như là EV20R, EV350R hay là EV200. Sau đây chúng ta sẽ đi vào đấu nối. Các bạn nhìn ở mặt lưng TT208 sẽ có 8 tiếp điểm, tương đương sẽ là 8 kênh. Và các bạn đã nhìn EV20R sẽ có 4 tiếp điểm, tương đương là 4 kênh. Bây giờ tôi sẽ đấu mẫu cho các bạn 2 tiếp điểm từ TT208 lên EV20R. Đây, tôi sẽ sử dụng sợi dây đây để kết nối. Sau đây tôi sẽ sử dụng dây này để kết nối. Các bạn đã nhìn thấy đây là tiếp điểm của kênh số 1 và dương sẽ là bên phải. Bây giờ tôi sẽ đấu cái tiếp điểm này vào kênh số 1. Đầu còn lại ta sẽ đấu vào số 1 của EV20R và đầu dương sẽ nằm phía bên phải. Kênh số 2 ta đấu tương tự như kênh số 1. Sau khi đấu nối xong thì bây giờ chúng ta cũng bắt đầu thử âm thanh. Như vậy là ta đã kết nối thành công. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt bộ hẹn giờ của Toa TT208. Các bạn nhìn trên bộ hẹn giờ TT208 sẽ có 7 cái tham số. Nút thứ nhất là nút menu, tức là vào các chương trình, và Rew và Next là tiến lên hoặc lùi lại. Trừ và cộng là thay đổi các tham số. Set là lưu, cancel là bỏ qua một chương trình. Sau đây tôi sẽ giới thiệu các bạn để vào chương trình cài đặt. Trước tiên chúng ta sẽ cài thời gian thực và ngày tháng. Các bạn sẽ phải vào phần menu và sẽ vào phần mật khẩu để các bạn phải mở phần mật khẩu ra. Mật khẩu sẽ là 1234. Bạn phải ấn đây 1 đây 2 đây 3 món ấn set. Các bạn đang nhìn thấy trên màn hình phần basic setting và event setting. Mình cài đặt thời gian, mình sẽ vào phần basic setting. Bạn ấn set. Chứ có chữ time setting, mình tiếp tục ấn set. Như vậy đã hiện lên ngày, tháng, giờ hiện thực. Các bạn sẽ dùng các tham số ở trên đây để điều khiển ngày, tháng và giờ. Ví dụ như đây các bạn là mon đây, thứ hai này, thứ ba chủ nhật này, thứ hai này. Sau khi các bạn chỉnh ngày và giờ xong, các bạn sẽ phải ấn chữ set để lưu vào và ấn chữ cancel để trở về màn hình đầu tiên. Đây các bạn đã thấy là trở về màn hình đầu tiên. Tiếp theo các bạn sẽ phải vào phần cài đặt. Các bạn sẽ di chuyển xuống số 2 là Event Setting. Bạn sẽ ấn Next. Tiếp theo trong phần cài đặt này các bạn sẽ phải ấn Set để vào phần trong của phần cài đặt. Cứ Make Program và ấn Set tiếp. Như vậy sẽ hiện lên là Program 1, Channel 1, Program chương trình số 1, còn Channel 01 tức là kênh số 1. Các bạn sẽ ấn Set tiếp. Giờ step 01,
Thì đây là bước số 1. Đây là empty, là trống, chưa có chương trình. Tiếp tục mình sẽ vào phần cài đặt và ấn set tiếp. Nó ra CH1 là kênh số 1 và bước 1. Và mình sẽ ấn set để cài đặt. Các bạn thấy hiện lên chữ pu và SMT. Đây là thứ 7, chủ nhật, thứ 2, chủ nhật và các ngày trong tuần. Pu là cái phần đóng cầu trì, các bạn sẽ để nguyên. Và bây giờ mình sẽ để cái ngày cài đặt 000 này là cái giờ mình muốn cài. Còn NO01 này là cái giờ mà mình được cài. Ví dụ như là chủ nhật thì mình sẽ là đây, mình sẽ next đến đây. Nói chung là những phần trên là các bạn sẽ để nguyên. Đây là đến khi bắt đầu nháy rồi thì mình sẽ là mình đặt thời gian. Các bạn sẽ nấp vị trí cần cài đặt. Bây giờ mình sẽ cài giờ luôn, là mình sẽ cài 14:20, tức là 2:20. Mình sẽ next. Mình sẽ ấn next. NO sẽ là no mờ. Và dòng bên dưới này sẽ là hiển thị các thứ trong tuần. Chữ S đầu tiên sẽ là chủ nhật. Rồi mình sẽ next. Đây, ví dụ các bạn cần cài từ thứ 2 đến thứ 7. Thì vậy, đây là thứ 2. Mình sẽ ấn 0. Như vậy là mình đã cài giờ xong cho step 1. Mình sẽ ấn set và lưu lại. Các bạn thấy step 01 chết đi, tức là đã có chương trình. Bây giờ mình sẽ thoát ra chương trình và chờ đến 14:20 thì sẽ đóng mạch con EV20R này trên kênh số 1 và sẽ kêu ra loa. Các bạn đang trông những màn hình chính. Bây giờ đang là 14:19, chuẩn bị đến 14:20 thì sẽ kêu trên con EV này, sẽ đóng và kêu ra loa. Vậy là chuông báo đã kêu. Để xóa một mốc thời gian mà các bạn đã cài đặt, các bạn vẫn phải vào cái chương trình cài đặt. Còn nữa là mốc số 2. Các bạn ấn set. Đây mình sẽ xóa step 01. Đây bạn, các bạn sẽ phải next sang chữ delete. Và ấn set. Như vậy là mình đã xóa xong chương trình mình vừa cài đặt. Sau đây là một số lưu ý trong quá trình cài đặt. Thứ nhất, các bạn phải gạt công tắc battery ở phía sau lên on để lưu chương trình. Thứ hai là mình có thể cài đặt nhiều mốc thời gian cho mỗi kênh. Bước thứ ba là các bạn có thể tạo tối đa 4 chương trình với 8 kênh. Vừa rồi tôi vừa hướng dẫn các bạn cài đặt bộ hiện giờ TT28. Chúc các bạn thành công. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.